chấm riệp xua bộc mai bóng ôn lục lục sấy nghĩa ti bịa bàn đài khmái ban vơ trà lọp bọc bình hơi nơi khăn ông vẹn đi phòng đái căn tèm miền ở vầy thơ mây play chai chun bóng ôn lục lục sấy đám bấy ti lên cầm sán cõi xâm rạ bị ca nghìa tóc đám bấy cầm ôi khát về dương tử ti bịa bàn đài lúc đèn ốc nè bịa bàn đài ti mùi sạc mũi một bì chơn các bà tường mướn chơn tài mui tở phía cư chìa vẫy trong lời cư chạt bịa bòn đào tỉ bì sạc mũi một bì lách brech brech si bai một nốt tở viết cư chia với ai già bồng bồn cần tẹp lại hơi xạ kết bẩn tịch từ mớ ta viết cư chia với trong lời cư sạch rui biết bọn đàl tỉ bầy sạch mũi móc bi sọc trọc bẹn priên một cọng biến mô mi cụ chục tả phía cư chịa vẫy ây da bọn bồn bị bọn đàn mùi nít bật chịp lại men xa kết bọn tay từ mới tả phía cư chịa vẫy trong lời cư cá rồng bà miền nơi tạm đồng bọn khác cá rồng kê hai thả bê rư gọc bà bị bọn đàn tỷ buồn sạt muối mốc bì sọc yuôn trò dài chùm khuôn yuôn hào thâm tả viết cư chìa vẫy trong lai cư lai mà no bịa bòn đào tỷ pram sạt muối mốc bì sọc yuôn trò chịa buồn mót trò ho tả viết cư chịa vấy xạ kết bẩn tịch từ mười bóng vốn tả viết cư chịa vấy trong lời cư piêng biết bọn đời ti prảm mùi sạt muối mốc bì chương bà tù phớ chơn chọp snay tả phía cư chia vẫy trong lời cư mòn co bọn ôn đồ sợi ảnh mơ tơ nơi lơ các bà muốn kê hai thả sể muốn rư cờ chài muốn đã vi miên phò cỏ hôm đổi phơ hình chân bị bọn đời ti pram pi sạt muối rốc si đôi khoai tùm lờ sạch đáy nay bồn bồn muôn tả viết cư chia vấy trong lời cư trọng kiện ở kỳ xa ní rư cò ổng bút lơn bị bọn đời ti pram bầy sạt muối một vì sọc chân còn tùy tần vấn si các ba mà nụt lâu tả vía cư chia vẫy trong lời cư còn trai cát so bị bọn đời ti prảm buồn sạc mối miếng khuôn ật chiêm miền đầy ật riếm miên co ật ba tả viết cư chia vấy cảm tẹp lại thiệt hại bóng phôn xác kết bẩn tịch từ mớ tả viết cư chia vấy trong lời cư a công rong bị bẩn đàn khmái
ហើយបងប្អូនក៏អាចចូលរួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវគ្គទី 38 ឯបងប្អូននិងលោកស្រីកំពុងតែតាមដានពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក្រុមការងារនឹងចងក្រងពាក្យបណ្ដាលល្អៗជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនៅពេលនេះដែរក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា